Ya kame sumicchacara veramane sikapana samadhi yame musavada veramane sikapana samadhi yame surame rayamacchapamadhatana veramane sikapana samadhi yame. Mana ti ba ta ve ra ma ni su kha ma tang sa ma di ya mi a di na da na ve ra ma ni su kha ma tang sa ma di ya mi ka me su mi cha cha ra ve ra ma ni su kha ma tang sa ma di ya mi ma u sa wa da ve ra ma ni su kha ma tang sa ma di ya mi su ra me ra ma Yamachap Mamadatana Vedamane Sikhapadang Samadhyami Ikmani Mancha Sikhapadani Sadukang Katuanga Pamadena Nichakalang Samarakitabang. Amapante Silena sukatinjuanti, silena pokasambadain, silena niputinjuanti tasmain, silang wiso thayen. Sathu, sathu, uttamange na vande hang ba da phang sum va uttamang buat thay yo khali tau do so buat thau khamatu tang mamang uttamange na vande hang tham man chadu vi thang va rang tham me yo khali tau do so tham mo khamatu tang mamang uttamange na vande hang sang khan chadu vi thot tamang sang khê yo khali tâu đô sâu sang khô khà mặt tụ tăng mà măng. So attha lattho chukito varuna ho buddha sa sa ne arugo chukito ho isaha sabbe nyati pri sa antha lattham. Chukita varuna ha buddha sa sa ne aruga chukita ho isaha sabbe nyati pri te antha lattha. Chukita varuna ha buddha sa sa ne aruga chukita ho tasaha sabbe. Hị nhà tiết tiên tụ, xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo cầu. Xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa-thu lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thấy chúng sanh khởi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành,
Nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cú sa la cầm măng cấp tập bằng cái đi dặn mà cả dê na quả cha mana sa tí đá xê sự gạch tăng gạch tăng. Về sa ta sa nhị nô ác thi về cho sa ta a sa nhị nô ca tăng bụn nhà phà lăng mây hăng sa bê phà ghi phà hoàn từ tệ về tăng ca tăng sứ với đi tăng định năng bụn nhà phà lăng mây ya về ca ta thành a cha nan thì để qua gạnh tờ ni về đại dẫm sa bê lô cầm thì về sa ta chỉ hoàn ta ha ra hê tu ca ma muôn năng phô cha năng sa bê là phàn tu ma ma chê ta sa tịch phước căn con đã thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai cho rõ lời cầu xin cùng thiên trên hầu mạch ngay được giải khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh hưởng sa thọ xin thầu phước báo cung dường hành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Hai Giá. Chúng con thành kính nhân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, thành tâm dâng đến cầu mong tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng thành tâm dân quả phước này và cầu xin sám hối. Nam mô Bích Hai Giá. Và chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức tạo quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nam mô Bích Hai Giá. Và chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức tạo quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do quả phước lễ bái tam bảo này, chúng con thành tâm dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ viên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Hai Giá cũng do quả phước này trợ viên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Hai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức giờ quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ, hôm nay là ngày của ngài Liễu Tâm vào đạo tràng, rất là đặc biệt trong tuần, nên Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể chuẩn bị những câu hỏi để chết chát, và cũng có thể đưa bàn tay của mình lên để hỏi ngài, để cùng nhau thảo luận Phật pháp. Và một tuần mình có được một ngày, xin quý vị hãy hoan hỷ và đưa những bàn tay cũng như đưa những câu chết chát Nhật Quỳnh xin phép được đọc để ngài giải thích ạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đáng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Liễu Tâm giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Sammasambuddhaya.
Tassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ramma jaloka thi bate saham bate katan jani anti warang ayajatha sante tasat tap barachap kachatika desa tu thamang anukam bimang bachang satthamma phere vinayan chakayan sottan chabang thang abhithamma chammang Ako ta yanto ta tu sát ta đăng đăng bạp bở tha nãy dê bà đi xa và mạch chê. Phạm thiên vật ngầm ngồi khẩn khoảng phần nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lọc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều chẳng như được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hà giáp vẹn toàn một lòng chăn bối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sinh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được đi tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tâm từ bi hỷ đăng đàn để thử âm thanh. Dạ, con kính dâng bích đến ngài Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá kinh bạch chư tổ hiền giả kính thưa chư cư sĩ nam cư sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú, con nghe âm thanh ngài rõ mà con thấy trong đạo tràng cũng cho tín hiệu là nghe âm thanh của ngài rõ bạch ngài. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời bàn tay cũng như mời những câu chích chát của quý vị ạ. Dạ, quý vị có thể đưa những bàn tay. Dạ, sa thú chị Metta. Cảm ơn chị. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liệu Tông cùng với quý chư tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào tất cả quý vị có mặt trong đạo tràng. Dạ, con xin có một cái câu hỏi mà con chưa hiểu được rõ lắm cái điều này. Dạ, con xin hỏi để kính bạch ngài giảng dạy cho con. Dạ, con có nghe một vị thầy giảng là cái tâm kháng ngũ môn, nó làm việc hướng tâm về cái cảnh ngũ. Rồi khi nào mà nó hướng về cái cảnh nào thì nó nương vào cái thần kinh của cái cảnh đó. Thí dụ như là nhãn thức thì cái tâm kháng ngũ môn đó nó nương ở ngay chỗ cái thần kinh nhãn. Còn nếu mà không có làm việc hướng tâm thì nó sẽ nương vào sắc ý vật. Và con không hiểu chỗ này.
rồi con cũng không hiểu rõ được sắc ý vật là nó, cái sắc đó nó như thế nào và nó nằm ở đâu. Dạ con xin Ngài giảng giải cho con cái điểm này. Dạ con kính dâng bích đến Ngài. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Nghi môn luôn luôn nó nương vào hạt thầy giáo quách thủ, tức là sắc ý vật. Dẫu rằng nó sau đó nó sẽ cái tâm nhãn thức phát sanh hay là chỗ tà phát sanh gì đó, chuyện đó không cần thiết. Chỉ có tâm, mấy cái tâm sau phát sanh thì nó mới dựa vào cái điều kiện của riêng những cái tâm đó mà thôi. Còn những cái tâm ngũ môn tâm hướng hay ý môn hướng tâm nó đều nương vào sắc ý vật, chứ nó không có nương vào những cái sắc khác được. Còn hỏi là cái sắc ý vật là cái gì? Thật sự trong Bali chỉ nói một cái, trong phẩm Bạch Thả Ná thì chỉ nói một câu ngắn mà thôi. Có cái sắc, nó là cái nơi mà tất cả các tâm ngoại trừ ngũ sùng thức và ba cái tâm đi theo cái ngũ sùng thức đó, thì phần còn lại nó đều nương vào cái đó, cái tâm đó để nó phát sanh, cái sắc đó để nó phát sanh, nhưng mà không có nói cái chỗ nào. Thì dựa theo một số cái điều kiện trong lời giải thích của Phẩm Nhân Duyên đó, thì người ta đoán cái đó là nó nằm ở nơi cái tim của mình mà đều không biết nằm chỗ nào thôi. Thì hồi chúng tôi học ở bên bên Thái thì bên bệnh viện gọi là bệnh viện Sri Lát, lâu lâu nó mời các giảng sư đi qua để hỏi hoặc là nhờ thuyết trình một số vấn đề liên quan tới bệnh tật, liên quan tới sắc cái cơ thể này đó. Thì cái kỳ đó cũng có đề cập tới sắc ý vật. Thì cái câu trả lời không có chắc chắn, nhưng mà chúng tôi có hỏi cái ông bác sĩ, hỏi là khi mà thay tim là thay cái gì đó. Thì ông trả lời là cái phần dưới đó, nghĩa nguyên cái chùm ở dưới đó cắt thay cái khác, nhưng mà cái chùm ở trên đó, ở trên khi mà cắt mạch máu, các độ thần kinh nó vô đó, thì không có thay được, hôm nay cắt cái chỗ đó là đi luôn. Thì mà mấy sư nghĩ là chắc chắn là cái sắc ý vật nó phải nằm chỗ trên đó, mà đều không biết nó nằm chỗ nào mà thôi, bởi vì trong không có chỗ nào giải thích cái đó, ngay cả trong tâm mà sẵn anh đi cũng không có giải thích nè. Thành ra mình chỉ đoán vậy thôi, còn nằm ở chỗ nào thì cho tới nay là không ai biết hết. Nằm mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Thầm Ma, dạ, Nam mô Sẵn Khả Giá. Dạ, con kính cảm ơn Ngài rất là nhiều. Dạ, con xin trả cho Đạo Tràng. Dạ, sa thủ chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải câu hỏi của chị Metta, và cảm ơn câu hỏi của chị Metta. Và một lần nữa Nhục Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và mời nhân khâu chết chát Thanh Hoàng ơi. Hôm nay thấy Thanh Hoàng vô sớm, Thanh Hoàng có câu hỏi không? Nếu có, Nhục Quỳnh kính mời bằng tay Thanh Hoàng à. Dạ, mời Thanh Hoàng. Mời Giang Nhật Hà. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời, mời bàn tay quý vị và nhờ những câu kết chát ạ. Dạ, không có, chưa có câu hỏi.
cũng như có chưa có câu chết chát, con chưa có bàn tay nhưng chưa có câu chết chát. Dạ, con xin phép được hỏi một câu có người nhắn cho con. Dạ, giải thích dùm cho con cái câu ra. Câu nói là đảnh lễ người đáng đảnh lễ, cúng dường bậc đáng cúng dường. Tụi con phàm phu thì làm sao có thể suy xét như thế nào để biết cái vị đó đáng cúng dường và đáng đảnh lễ bạch ngài. Con kính nhân mít đến ngài. Ủa, có bàn tay sao Nhật Minh đâu có mấy bàn tay? Dạ, con không thấy bàn tay. Dạ, mời bàn tay của vị nào xin đưa lên ạ. Dạ, kính cảm ơn Quỳnh, dạ, kính cảm ơn sư Liễu Tông, dạ, cảm ơn gia biết tín hiệu, dạ. Lễ ba kính đảnh lễ ngày trí đức đảnh sư Liễu Tông, dạ. Chào quý cô tu nữ, kính chào quý cô trình đạo độ, giọng nói này có vẻ hơi rung rung. Dạ, kính sư và chư quý vị, chắc mọi người trong chúng ta ai cũng nghe tin là một thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Dạ, thì đối với nhiều người, ngài là một cái đại thụ, một Thái Sơn Đổ trong cái ngành, trong cái nền thiền học của Việt Nam mình, và ảnh hưởng của thầy Nhất Hạnh cũng rất là lớn. Dạ, chắc sư Lữ Tông cũng biết đến thầy. Dạ, thì riêng chúng tôi thì cách đây 35 năm thì chúng tôi cũng có hân hạnh tham dự một cái khóa thiền của thầy ở tại Bắc Cali, cái tu viện Kim Sơn đấy, biết sư Lữ Tông có biết không? Dạ, thì đối với người sơ cơ chúng tôi thì thầy tôi là, chúng tôi xem thầy Nhất Hạnh như là cái người thầy đầu tiên để hướng dẫn chúng tôi biết về vấn đề Phật học. Dạ. Còn nhớ rõ là cái hình ảnh của thầy ngồi thiền, rồi thầy nâng cái tách trà lên, rồi cái cách mà đuổi và cái con ruồi nó đậu trên mặt, thì cũng thấy là cái cử chỉ của người mà thiền đạt đạo nó cũng khác cái người phàm mình. Dạ. Thì trở lại vấn đề là xin hỏi sư là mình là bên Nam Tông thì cái suy nghĩ của mình đối với bên Đắc Tông như thế nào thưa sư? Sư có nghĩ là hai bên Việt Nam mình có thể dung hòa được Nam Tông Bắc Tông thành một Phật giáo thống nhất? Dạ. Xem nhẹ cái tiểu dị và xem nặng cái đại đồng, thì theo sư là mình thấy Bắc Tông có cái gì hay ho để mình học hỏi hay không, hay là những cái tín ngưỡng của họ đều đối với mình là không thể chấp nhận được, thưa sư? Dạ, con xin tạ ơn sư rất là nhiều và hôm nay rất là hân hạnh được nghe pháp của sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn, và kính thưa chủ gì, gì nào đưa tay lên đó thì khi thấy cái người đang nói buông mic thì mình lên, tại nhiều khi mình có thần thông nên người ta nhìn không thấy mình. Không biết mình có thần thông hay người, hay máy có thần thông không biết. Có nhiều người đưa tay mà người ta không thấy thì đừng có buồn nha. Thật sự đó, theo cái hệ thống Nam truyền là thì chúng tôi không có để ý tới cái cá nhân của bất cứ người nào, dù người đó có tu bao nhiêu lâu gì không biết, nhưng mà chúng tôi chỉ để ý coi cái giới họ thanh tịnh hay không,
và những cái điều họ học có đúng theo lời Đức Phật dạy hay không. Và cái chuyện muốn biết đúng hay sai là có thể là mình xa cơ đi nữa, nhưng mà cái chuyện đó không quan trọng, trọng là mình dựa vào những lời truyền thụng của kinh điển đàng hoàng. Bởi vì khi bất cứ người nào đó, nếu mà giới không được trong sạch mà kinh điển cũng không có học và hành đúng mức, thì cái người đó không thể nào là một cái người theo đạo Phật một cách chín chắn được. Thành ra thường thường là chúng tôi không có để ý vào những cái chuyện đó, bất cứ cái vị đó là ai. Thành ra khi mà tới gặp nhau, thường thường nói quý vị để các vị theo nam truyền nó thường thường hỏi hạ nhau trước, hỏi để người ta biết cách ta đảnh lễ. Mình nhỏ hơn một hạ thì mình cũng đảnh lễ cái người lớn hơn mình một hạ thôi. Mình đang ngồi trên ghế mà mình thấy cái vị đó, mình đứng dậy mình xá, mình hỏi. Nếu cái vị đó mà lớn hơn hạ, mình cũng phải mời người ta ngồi, rồi mình không có cho ngồi thì mình ngồi xuống đất, chứ mình không được ngồi hơn. Đó là những cái cách mà bên hệ nam truyền người ta vẫn giữ cho tới bây giờ. Đó là lý do tại sao đó chúng tôi đi qua Thái, qua Miên Điện, người ta vẫn hoan hỷ cho mình nhập vào cái nhóm người ta để mình tự mình học hỏi. Còn bên cái hệ bên Bắc truyền thì khó lắm. Bởi vì khi mà mình đi tới nơi đó, cái kinh điển để tụng nhau đã không giống nhau rồi. Thành ra thường thường là họ đi đâu không xài sách quyển kinh theo để tụng, thì nhóm này tụng xong tới nhóm khác chứ không có tụng một lượt. Trong cái hệ nguyên thủy đó, hệ nam truyền á, tính hồi chúng tôi ở Thái thì biết khoảng 3.000 cái vị sư ngoại quốc nha, từ khắp nơi trên thế giới tới đó để học. Năm mỗi lần tới ngày lễ sinh nhật của cái vị mà vua đó, thì họ mời tới để tụng kinh. Thì cả mấy ngàn vị tới đó đều tụng giống nhau hết, chứ không ai mà khác nhau tiếng nào. Nhưng mà cõi mà mời bên kia thì chúng có một số hệ bất tiện ở bên Thái, họ mời tới thì chùa ai người đó nấy tụng, chứ không có làm giống nhau được. Thành ra mình nhìn vào đó để mình biết cái nào theo lời Phật dạy và cái hành, cái người nào có vẻ tự do chút thì tự mình lựa chọn để mình có thể mình phụ hay mình theo người ta. Chứ còn không, mình lỡ mình đi ra một đoạn đường dài rồi mình mới biết có những sai lầm thì xin thưa quý vị có hối hận cũng vô ích. Thành ra cái đó cẩn thận. Còn cái câu hỏi của cô Như Quỳnh nên được trả lời như vậy. Mình nhìn trong một cái tập thể ngày xưa mình không biết đâu, nhưng khi mình muốn dâng cái gì đó, mình cái tâm mình chú ý tới tăng chúng, chứ đừng cái tâm đừng có nghĩ tới ông này ông kia. Còn ai nhận kệ họ, có thể người đời nhận cũng được, bởi vì mình dâng tới tăng chúng, mình không dâng cho cá nhân đó. Ví dụ như bây giờ mình vô chùa mình nói là mình dâng đồ cho chư tăng, nếu mà ông trụ trì cũng hỏi bao nhiêu mà nói là khoảng 4 hay 5 vị gì đó, thì ngày mai ông cho, có thể ông cho học trò để nhận chứ. Mình có 4 phần thôi, nhưng mà khi họ nhận về đó, họ không có chia ra 3-4 sư đâu, mà để chung cho tất cả ông sư vô ngồi trong cái chỗ ăn đó, rồi chiều mỗi người gấp chút kìa. Chứ ông sư thì quý vị đừng ngại, mà cái chuyện quý vị đó là luôn luôn quý vị nghĩ tới chư tăng, chứ đừng bao giờ nghĩ tới cá nhân ông nào cả. Khi mình nhảy tới cá nhân ông này ông nọ đó là rất là nguy hiểm. Bởi vì cái phước nó thì thuộc lại một cái lít thà đà ná, một cái lít đà ná tức là mình dân cúng tới một người, mà trong khi mình chỉ có một phần ăn mình dân cúng tới chư tăng vẫn được như thường, chứ không phải đó là mình tác ý mình dân cúng cái này đến chư tăng, thì cái phước nó vẫn là cái phước dân cúng cho chư tăng. Thành ra mình chẳng cần phải nghĩ là ông đó có giới không có giới, chuyện nó không quan trọng. Mình dân chúng cho chư tăng, nhưng mình không có dân cúng cho cá nhân ông sư. Mà nơi đó là cái chuyện mình nên cố ý làm như vậy, thì cái phước mình lúc nào cũng có năng lực cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú, con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con, mặc dù con chưa có hỏi hết câu.
Và do Nhật Quỳnh cũng xin lỗi với Quỳnh là Quỳnh. Do Nhật Quỳnh nhìn cái điện thoại nghe cái tin nhắn nên Nhật Quỳnh không thấy bàn tay của Quỳnh. Nhật Quỳnh xin lỗi Quỳnh nha. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Mời quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Cũng có thể chết chắc lên. Cho Nhật Quỳnh đọc để Nhật Quỳnh thỉnh Ngài để Ngài trả lời, để bản thân Nhật Quỳnh cũng học hỏi được ở quý vị rất là nhiều với những câu hỏi à. Dạ, một lần nữa kính mời đạo tràng. Dạ, con chưa thấy câu hỏi. Dạ, bạch Ngài, con cho con hỏi một câu. Mà trước mắt Ngài đừng có rầy con. Con biết con hỏi thế nào Ngài cũng bị rầy, con bị rầy, nhưng mà trong lòng con rất là thắc mắc. Dạ, theo cái câu hỏi của Quỳnh Đạo Quỳnh nói về Thiền Sư Nhất Hạnh, thì con hồi trước con đi theo bên khắc sĩ và bên Tịnh Độ, thì con không có biết là vị này là thầy, vị khác là sư, hoặc là bên đây là Tịnh Độ, bên kia là khắc sĩ. Dạ, con hoàn toàn không biết gì hết. Dạ, con chỉ thấy mặc áo màu vàng vàng, và trong chùa thì thờ có cái tượng Phật, nghĩ là con xì sụp đảnh lễ thôi. Dạ, không biết gì hết, nhưng mà cũng may mắn cho con một chút xíu là trong ba cuộc đời con thì con biết được chút chút. Dạ, biết được chút chút là đây là vị sư tu theo Nguyên Thủy, còn đây là vị thầy tu theo Bắc Tông, bên kia thì tu theo khất sĩ, và bên nọ thì tu theo Tịnh Độ. Nhưng mà như Ngài mà Thiền Sư Nhất Hạnh, như Huynh Đạo Huynh vừa hỏi, thật sự con không biết là vị này tu theo bên nào. Dạ, là con thỉnh Ngài, nếu Ngài biết được, Ngài chỉ giùm con là coi là vị thiền sư này thì tu theo bên Bắc Truyền hay là bên khất sĩ hay là như thế nào. Con biết câu hỏi này là Ngài sẽ dạy con, nhưng mà Ngài hoan hỷ cho con cái điều thắc mắc con chưa có giải quyết được, con cũng không biết hỏi ai nữa, nên con cũng thỉnh Ngài chỉ dạy cho con. Con kính nhân bích đến Ngài. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn Này Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thầy Nhất Thạnh là bên Bắc Truyền. Hồi xưa đó thì Ngài Dương Nam Ngài đã ở chùa Từ Hiếu lâu rồi, thầy Nhất Thạnh này nè. Nhưng sau đó Ngài thầy đi vô Sài Gòn, hình như là lúc đó chúng tôi học ở năm đầu ở Giang Hạnh, chúng tôi có đại học ở Giang Hạnh năm đầu. Thì lúc đó đó thấy thầy đi đâu thầy cũng đi với cái cô mà bây giờ tu rồi theo thầy là tôi gọi sư cô Chân Không đó, cô đó là cô Phượng, cô Cao Ngọc Phượng, làm hình như lúc đó là coi cái phong trào thanh niên gì của thầy Thiện Minh, thầy mà chết ở Bình Tân gì đó. Nhưng mà chúng tôi là không có mặn mà gì bên cái hệ bên đó, ra chúng tôi chỉ biết thì thôi, chứ còn rồi sau này đó hình như là cái con số chuyện mà liên quan tới giáo hội Phật giáo của bên đó hay sao đó, thành ra người ta mới tỉnh Ngài đi qua Tây, tỉnh thầy Thạnh qua Tây, rồi qua Tây người ta mới lập cái Plum Village đó, thì mình dịch là làng mai, cái trái đó là trái gì đó không biết. Dịch làng mai. Rồi sau này thầy chế ra mấy cái pháp mà tu của Ngài, thầy nó làm cho người ta bỏ, thầy nhiều phần đông là bỏ, chỉ có Ngoại Quốc thì nó thích, tại vì thiền ôm thiền yết gì không xong mấy đó, cái mà người A Châu mình rất là nghĩa là không có lấy họ thích, thành ra rồi sau này thầy mới làm nhiều cái mình cũng không có để ý nhiều, tại vì thường thường là chúng tôi là thì chúng tôi thì thường thường là khi chúng tôi mà
Nói thật sự là hồi xưa là chúng tôi ở, tại vì nhà chúng tôi ở gần chùa Giác Ngộ, chùa Giác Ngộ bây giờ của thầy Nhật Từ thì phải, thầy Nhật Từ, chúng tôi có đi về nơi Phật tử ở đó, nhưng mà chúng tôi lại không có mặn mà với mấy ông thầy. Thầy có cái gì thôi, có lẽ là cái phước của mình luôn, nó cũng hơi tào lao mình đã không mặn mày với mấy ông thầy. Rồi tới chừng sau rồi em Lâm đi tị nạn qua đây thì chúng tôi cũng cũng không có theo bên thầy hay bên mấy sư của chúng tôi, mà chúng tôi theo Miến Điện. Cái gì thầy mà tế độ chúng tôi người đầu tiên là thầy nhờ người Miến Điện, thầy Miến Điện ngài cũng đi đoàn tụ rồi. Nhưng mà khi mà xin để đi thì chúng tôi xin ba nơi: Ích Lan, Miến Điện với Thái Lan. Đó. Thì Thái Lan mới nhận là chúng tôi đi qua Thái Lan học bên đó rồi mới đi Miến Điện sao. Mà vắn tắt là mình biết đạo rồi, biết qua trong cái hệ đó. Có lẽ là cái nghiệp của mình gieo như thế nào mà không thích mình bất truyền. Thành ra cũng đi chùa bất truyền thiệt nhưng mà không có thích. Hồi xưa cái vị mà cái vụ chúng tôi tu hoài là thầy Quảng Liên, thầy Quảng Liên đó là hiệu trưởng trường Bồ Đề đó. Chúng tôi học bồ trường Bồ Đề, Bồ Đề Chợ Lớn đó, tức là Bồ Đề của ở phía sau cái chùa của thầy Nhật Từ bây giờ đó, chùa đó. Thì ông gặp chúng tôi, ông cũng dò đầu kêu tu nha, vài bữa nữa đi tu đi theo thầy. Ví dụ như vậy mình cười 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 thôi, mình không có trả lời vậy. Nhưng mà ông là lớn lên đi tu rồi, tu theo vẻ các Nam Mô Bích Thầy á. Dạ sa thú con thành kính đảnh lại tri ân ngài hơn quá, ngài ngài hôm nay con mừng quá. Dạ ngài con thấy con thắc mắc rõ ràng là không có trong cái những cái giáo nghĩa của Đức Thế Tôn, nhưng mà con thắc mắc mà thấy mọi sự ngài đã giảng dạy được, con mừng quá, giải tỏa được cái thắc mắc của con. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ tại vì con không hiểu được, dạ nên con mới mạn phép hỏi ngài thôi. Còn thanh nguyện hạt thành nguyên vậy đây sao mà rành quá. Dạ nhà quên thì mới 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 biết đạo thôi. Dạ nhưng mà giống như ngài Nhật Quỳnh, giống như ngài Liễu Tông đó, đi lang thang mà tới hồi gặp được Phật giáo Nam truyền, không biết sao mà nó mừng quá là mừng, nghe tiếng Mali không hiểu gì hết, mình nó rất là vui trong lòng, thấy nó có một cái gì rất là thiêng liêng, nên là cố công, dạ cố công để học Pali và cố công chạy theo quý sư. Dạ, nên rất là mừng. Dạ giờ nghe anh tự nhiên con cũng cảm thấy con cũng vui vui. Dạ cuối đời con thì còn được may mắn. Dạ nhân tri ân ngài nhiều lắm. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu kết chát ạ. À, kính chào huynh Chánh Tâm và vào đạo tràng. Dạ mời mời quý những câu kết chát hoặc những bàn tay. Dạ bây giờ thì con không thấy bàn tay và con cũng chưa thấy câu hỏi gì, này là Nhật Quỳnh nhìn kỹ trong màn hình nha quý vị, nên là không có lạc nha, không giống như hồi nãy huynh là hữu đưa huynh là huynh đưa tay và Nhật Quỳnh không thấy. Dạ sa thú mời gia Nhật Hà. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh.
Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Liễu Tông, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa sư, con có câu hỏi như vậy. Dạ, gần đây thì con cũng thấy được có rất là nhiều những vị sư thầy mà khả kính mà ra đi đó, thì con thường thấy Phật tử thường hay có khi đăng lên trên Facebook đó là những cái câu như chẳng hạn như là mình nói chút là cao đăng Phật quốc hội nhập ta bà phổ độ chúng sanh, thì mình có thể hiểu như thế nào thưa sư? Con không có được hiểu lắm, không biết là nếu mà cao đăng Phật quốc mà là khi mà nếu mà chứng đắc như vậy thì là giống như là lên một cái chỗ nào đó rồi tốt nghiệp hay là rồi quay về tiếp tục, thì vấn đề con cũng chưa được hiểu rõ lắm là cao đăng Phật quốc xong rồi lại hội nhập ta bà phổ độ chúng sanh. Không biết sư có thể dạy con hiểu thêm một tí xíu về cái vấn đề này. Dạ con xin dâng mít tới sư ạ. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư Tăng. Thưa chư quý, thật sự đó là những cái danh từ của người đời mà người ta nửa này nửa nọ đó mà. Thường thường bên kia thì bên Bắc Truyền thì mình thay em mà muốn về cái cõi của ông A Di Đà vậy đó. Là cái đó mới có Phật thôi, còn mấy cái cõi khác không có Phật đâu. Cái gì nên nhớ chuyện đó. Thành ra người ta mới nói những cái danh từ để chứng tỏ là người này tu có nhiều công lực được sanh về những cái nơi đó 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 vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, không có gì bảo đảm hết đó, ngoại trừ bậc thánh mà thôi. Còn nếu mà chưa là bậc thánh thì chúng ta vẫn có quyền lang thang ba cõi sáu đường như thường. Nhưng mà nhiều khi mình không có biết cái vị đó có phải là thánh hay không. Còn cái chuyện mình phải chúc cao đăng Phật quốc hay là này nọ ông sùm rồi những cái danh từ ngay cả người nói còn không hiểu rồi, thì mình nghe này sao mình hiểu được. Vì nên nhớ chuyện đó, thành ra quý vị đừng có thắc mắc với mấy chuyện coi như cái chuyện của người ta đi đâu đó, người ta tắt thở đi đâu là chuyện của người ta. Mình ráng là tu hành tu học để mình cố gắng ngày nào đó mình được cái gì mà Đức Phật đã dạy, là cái đó là cái mới là cái quý. Còn cái chuyện mà ông đó là cao tăng hay là thấp lùng như sư Liễu Tông là lùng tăng gì nữa, chuyện nó cũng thay một chuyện về tới mình nữa. Mình sẽ thắc mắc tại sao ông đó là cao và ông đó lùng, không có nên nói cho tôi từ cái thắc mắc vậy mất công lắm. Cái thứ hai nữa đó, câu hỏi của huynh tu học Phật pháp đi rồi đó, chúng tôi tìm hoài không ra, không ra cái bài sư bài kinh nào để có liên quan tới đó là chúng tôi không có câu trả lời được. Bởi vì cũng xin nói thật với quý vị, nếu mình không biết cái gốc tích của cái chữ đó từ bài kinh nào, mình giảng có giảng cũng có thể xài gì được. Tại vì Bali nó có nhiều nghĩa chứ nó không có phải giống như là tiếng Việt hay tiếng đời của mình, nói câu chữ đó thì nghĩa như vậy, không phải. Tùy theo nó nằm ở chỗ nào, nghĩa nó khác nhau. Chúng tôi nghe thí dụ cho quý vị, nếu quý vị thấy là nghĩa nó khác như thế nào. Thí dụ như tâm sở tầm đó, với tất cả chia tất si cả đó. Nếu nó ở trong 12 tâm bất thiện, nghĩa nó khác. Nó ở trong tâm 8 tâm đại thiện, nghĩa nó khác. Nó ở trong tâm sơ thiện, nghĩa nó khác. Nó ở trong tâm đạo, nghĩa nó khác. Thành nói biết nó ở chỗ nào mới trả lời được, mà chúng tôi không ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai chúng tôi không tìm lâu được là tại vì bây giờ chúng tôi là độc nhãn nào. Thành ra nhìn nó không rõ, nhìn màn hình bây giờ có khi thấy cái không, rất là khổ sở. Đang chờ bác sĩ nó làm vài mũi nữa, giọng là một là thấy, hai là đi luôn. Tùy theo cái nghiệp của mình không có đài được. Âm mộ của thầy giác. Dạ, xà thú, xà thú. Câu trả lời của sư. Dạ, thưa sư, con có thêm một cái câu hỏi nữa. Cũng giống như cái vấn đề vừa rồi đó. Mà nếu mà về cư sĩ bàn đạo với nhau hay là bạn bè bình thường đó, thì cũng là chút về chung chung. Thì con có rất là nhiều bạn, nhiều khi là cứ thấy một người mất là chút về Tây Phương Cực Lạc.
Nhưng mà cái ý của con là mình không có biết được cái ý nguyện của cái người quá cố như thế nào. Thì theo con được hiểu thì về cái việc mà cái cảnh giới tái sanh đó là thuộc về một trong năm cái điều bất định. Như vậy nếu mà mình chúc cái người quá cố về một nơi nào đó mà nếu mà không có đúng với cái ý nguyện của người ta như vậy thì có tốt hay không? Hay là mình chỉ chúc về nhàn cảnh thôi? Dạ con xin sư chỉ cho con điểm này. Dạ con xin nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính sư cho quý vị. Nghĩa là cái kiếp sau thì không ai bảo đảm là cõi nào. Ngoài trừ cái bậc đó là bậc thánh thì nên sanh về những cái cõi an vui. Được. Nhưng mà còn mình thì mình không có khả năng biết được. Nhưng nếu muốn chúc á, thì chúc thực sự được đi về những cõi an vui là đủ rồi. Chứ đừng có nói phải sanh đi đâu đâu đó cho những cái tên cho nó cao siêu rồi. Không lại chết. Bởi vì thật sự ra đó tích tắc, người đó vừa tắt thở là họ đã có cảnh giới rồi. Giờ mình chúc là chúc cái gì nữa. Mình đều theo đời vậy đó. Thế theo đời thấy mình tới chỗ đó thì người ta chúc chùm mình đứng mặt mày táo bón này nó cũng kỳ. Thành ra mình phải lên tiếng mình chúc là cầu được giảng sanh về cõi an vui vậy được rồi. Chứ không bây giờ mình không biết cảnh nào đâu mà nghe là họ đã đi rồi, dầu mình có chúc, dầu là mình có thần thông nữa mình chúc đi nữa, họ cũng không về cõi an vui được nếu họ đi về cõi cảnh. Tại vì vừa tắt thở là có cảnh giới mới liền, chứ không có đã không có chờ giây phút nào đó. Mà mình chưa chúc cũng như không thôi. Cũng muốn chúc thì chơi chúc xin gì có an vui được rồi. Chứ đừng có nói tới nhiều cái danh từ nghe nó rùng rợn quá. Không nên. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, xà thú, xà thú. Dạ, con xin cảm ơn câu trả lời của sư. Dạ, thưa sư, với lại một cái vấn đề nữa là nếu mà con thấy mấy sư thầy hay là Nam Bắc gì thì cũng vậy, nhưng mà một vị sư thầy mà đắp y á, thì khi mà một cái người bạn đồng tu á, mà qua đời á, thì cái vị kia có đảnh lễ không thưa sư? Vấn đề này con cũng chưa được hiểu. Là người người đắp y có đảnh lễ với một cái người sư thầy khác mà qua đời không? Theo luật của Đức Phật á, thì sư có thể giảng cho con điểm này. Dạ con xin dâng kính đến sư ạ. Nam mô Bổn Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị. Ông sư không đánh lễ người chết, không lại người chết. Giao rằng người chết hồi còn sống là ông sư đi nữa, nhưng mà khi tắt thở thì ông đã đứt hết giới rồi, ông đâu còn giới rồi, đúng không? Ông sư đánh lễ không có. Ông sư không có làm chuyện đó. Trong trường hợp mà nếu cái vị đó là vị thầy của mình, thành ra khi mình có muốn là lễ, mình đảnh lễ cái ân đức của vị đó đối với mình, chứ mình không nên đảnh lễ thầy. Bởi vì lúc đó dù rằng ông có trầm hạ đây nữa, nhưng mà ông tắt thở là ông không còn hạ nào cả, cũng không còn giới giống gì đó. Thành ra là ông sư thường thường không đảnh lễ người chết, bất cứ người đó là ai. Dù rằng cái người chết là sư huynh của mình hay thầy của mình hay là bạn đồng học hành gì cũng vậy, chết là không còn giới hạn gì cả, thành ra không cần đảnh lễ. Nam mô Bổn Thà Gia. Dạ sa thú, sa thú. À, con xin tri ân sư. Dạ, với lại thường con cũng nghe những cái vị mà hay tu thiền đó sư, thì người ta có thể người ta biết được cái kiếp sau người ta sẽ đi về đâu, tái sinh về đâu, thì nó cũng con cũng có cái điều thắc mắc là nó cũng là không có phải là nằm trong những cái điều là bất định, mình không thể nào biết được. Có phải vậy không thưa sư? Nếu mà tu thiền người ta có biết được không? Xin sư giảng giùm con điểm này ạ. Con xin dâng mến đến sư ạ. Nam mô Bổn Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, nếu cái người đó đó
tới cái mức nào đó của thiền thì có thể biết được, nhưng mà người đó không có được phép nói ra. Bởi vì nói ra có thể thiền nó quá không chừng. Nghĩa là thường thường đó, cái người đắc thiền hay là những cái pháp cao thượng được gọi là pháp cao nhân đó, thường thường đó, họ có thể họ biết một số vấn đề nhưng mà họ không được nói ra, không được trấu trăng gì cho người kể bên quên, nói ơi tôi được cái đó rồi, giờ tôi sanh về cõi đó nè, nói vậy không chừng ra hoại thiền trước chứ không có trước khi mà thật thở nữa, chứ không đã, không ai biết được hết. Có mà dầu người có người biết ta cũng không có nói ra, nên nhớ chứ. Chứ hãy như bậc thánh tam quả đi, thấy bậc thánh sơ quả chết, có thể cái bậc tam quả biết này gì đâu, nhưng mà người đó lại nín lặng không có nói ra, nên nhớ những đó. Thành ra những ai mà nói ra này tức là biết không có chắc chắn, muốn xô ra mà thôi, còn người biết thật sự họ không có nói ra. Nam mô Bổn Thầy. Dạ sa thú sa thú, dạ con xin tri ân sư ạ. Dạ con xin mời bàn tay của vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đến lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đến lễ các quý sư và con xin kính đến lễ Ngài Liễu Tông. Con xin kính chào đạo tràng. Thưa sư cho phép con hỏi là nếu mà người Phật tử mà tu tập về về cái bài kinh thiền, bài kinh tứ niệm xứ á, để tu tập để giải thoát á, là Đức Phật nói trong trong Bát Chánh Đạo, thì phải Bát Chánh Đạo hay là tu bài kinh tứ niệm xứ đó sư? Thì thưa sư cho con hỏi, cái người Phật tử nên có cần học hỏi về lý duyên khởi không sư, để hiểu và có thể nhờ sự hiểu biết về lý duyên khởi thì về cách sự tu tập mình về tứ niệm xứ thì cái sự hiểu biết của mình về pháp, con biết là khi mà vô tu tập thì bỏ hết, nhưng mà mình ít nhất ra mình cũng phải biết pháp học giữa tứ niệm xứ hay Bát Chánh Đạo hay là lý duyên khởi á sư. Thì theo sư thì những người Phật tử như sơ cơ như chúng con học có cần học hỏi những cái pháp những cái pháp như là lý duyên khởi không sư? Và dạ, con xin nhường mic xin sư hướng dẫn chỉ dạy cho chúng con ạ. Con cảm ơn sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kinh bạch chư tôn mẹ, dạ kinh thưa cho quý vị, phải học hết tất cả. Dầu rằng khi mình đắc đạo, trong trường hợp mình có thể đắc đạo và mình chỉ nương vào một cái pháp nào đó thôi, nhưng mà rất tiếc là chúng ta không biết chúng ta đang thiếu cái nào, như cái nào đó. Thành ra quan trọng là phải học hết tất cả những cái gì mà chúng ta có thể học được đó. Mà một khi mình học rồi đó thì lúc đó mình mới rõ ràng mới như thế nào đó, thì cái chuyện mà tới nơi đó, thì tới được. Còn nếu trong trường hợp đó, mà mình không học lỡ mình thiếu cái đó đó, mình học tất cả. Bây giờ mình nghe nói ơi cái bài cái loại kinh đó hay là cái lý duyên khởi ra mình không cần học, mình hành học tới một xíu hiểu cái mình hành tới một xíu mình có thể đắc được, chưa chắc. Bởi vì trong lý niệm xứ khi mà đi tới gần tới nơi, mình nên nhớ mình dựa vào cái điều mình học đó, mình thấy cái gì? Thứ nhất là thấy danh sắc, thứ hai thấy nhân duyên của danh sắc. Thì lý duyên khởi nó nằm trong cái nhân duyên của danh sắc. Mà nếu mình chưa có khả năng về cái điều đó thì chưa chắc mình được đắc cái gì. Cái gì nên nhớ chuyện đó. Thành ra chúng ta bây giờ đó, trong lời dạy Đức Phật có bao nhiêu mà chúng ta có thể học được thì ráng học đi. Đó. Chứ còn không học rồi, nó mà thiếu một cái đó là hối hận cả bao nhiêu đời chứ không phải là một đời. Nhớ chứ. Học càng nhiều càng tốt. Đó. Những cái gì mà Đức Phật dạy đó, 84.000 bài pháp nó đều có lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà không phải tất cả cái điều đó đó mình phải học hết rồi mới đắc, không cần. Nhưng mà tại vì bây giờ mình không biết mình thiếu cái gì, mình dư cái gì, mình cần cái gì, thành ra phải học cho hết. Thì vậy thôi, thấy không?
Chứ còn nếu mà mình biết rồi, mình biết rồi, mình chỉ cần cái đó rồi mình đắc thì mình không cần học. Còn này mình không biết, nó phải học hết, vậy thôi. Đừng có bỏ cái gì đó. Cái gì 84.000 bài pháp với Phật dạy đó. Có được thì ráng cố gắng học càng nhiều càng tốt. Học cho tới khi nào mình đắc đạo quả rồi mình mới buông. Còn chưa đắc đạo quả không nên buông. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, như sư nói vậy thì giống như là theo con biết thì giống như con cũng có sưu tầm hay con cũng có học hỏi, là như sư nói vậy là chúng con cũng phải là học về sự duyên hệ luôn, là 24 duyên luôn, phải không sư? Vậy nếu mà thì học giữa duyên hệ, duyên sanh và tứ thánh đế, 37 phẩm chờ đạo, chúng con phải cũng như phải học biết căn bản cho chắc chắn, như vậy phải đúng không sư? Còn thứ hai nữa con muốn hỏi sư á, là trong thập nhị nhân duyên á, sư cái dòng móc xích nào để mình cắt đứt cái dòng móc xích? Con học á thì có một số vị thiền sư á nói thì dòng móc xích giữa giữa thọ và ái, nhưng mà theo con biết á, cái thọ là quả, mà sao cắt đứt cái quả nó ra cái ái là ái duyên thủ, ái là nhân, mà cái thọ là quả. Vì cái dòng móc xích mình cắt như thế nào, thường mình phải cắt cái nhân chứ mình đâu phải cắt cái quả sư. Dạ, sư có thể giải thích cho con biết về cái đó không sư? Sư và con kính tri ân sư ạ. Dạ. Nam mô Bổn Thầy Giá Kinh Bạch Kệ Tòng. Dạ, kính thưa chị quý vị. Quý vị học chưa hết, thành ra quý vị hỏi tào lao vậy. Trong cái thập nhị như thể là nhiều nhất là 12 cái điều kiện như vậy đó. Nhưng có những cái tâm nó phát sanh, nó chưa có 7 điều kiện là nó có được cái sự phát sanh của nó rồi. Ít nhất 7 điều kiện mà 10 là 12. Nhưng mà cái mình học là mình nên học cái 12 để làm gì? Để khi nào cần thì mình biết cái đó cần bỏ thì mình bỏ. Chứ còn nếu không biết bỏ là bỏ không có được. Nên nhớ không, mình cái người mà hành để đắc á, không phải là cắt bỏ cái một trong những cái mắc xích đó để đắc, mà muốn đắc là phải diệt về phiền não, chứ không phải là đo đi cắt cái mắc xích đó làm gì. Đi phải đi cho đúng đường, hành phải hành cho đúng, để coi hành cho tới cái bậc sơ quả họ diệt cái gì. Đâu có chỗ nào nói là diệt tới sơ quả phải cắt được cái này, cắt được cái kia đâu. Mà họ chỉ diệt được có hai cái pháp là tà kiến với hoài nghi thôi. Rồi giờ quý vị vẽ 12 dòng rồi coi tà kiến hoài nghi nằm chỗ nào, có cắt không? Bởi vì tà kiến nó đi chung với một số cái tâm, thì dầu rằng mình có diệt cái tâm mình bóc mình lấy nó ra cho mình cắt nó. Bởi vì nó vẫn còn những cái tâm khác nằm trong cái 12 cái nhân duyên đó. Rồi ráng học tới nơi đi, học cho đúng đi ha. Chứ tối ngày học không có tới nơi, hồi học chưa đúng mà cứ lo cắt, lo móc, lo giật cái này, cái đó không có nên. Học đầy đủ rồi biết lấy. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con kính tri ân ngài, và con xin nhường mít cho người kế tiếp ạ. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm đã giảng giải câu hỏi của Quỳnh Chánh Tâm. Dạ, cảm ơn Quỳnh Chánh Tâm, cảm ơn Giang Nhật Hà đã đặt câu hỏi. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời bạn trai quý vị và mến chào Hà vừa vào đạo tràng.
Dạ, mời Xích Hà. Hà ơi, Hà vào đạo tràng có câu hỏi hay không? Dạ, kính mời quý vị cho những câu hỏi, những bàn tay. Dạ. Thanh Hoàng có câu hỏi không? Dạ, chưa có câu hỏi. Ồ, xà thủ bàn tay của Xích Hà nghe. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy. Dạ, con kính lĩnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông, Chư Tôn Đức Tăng, các cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa Ngài, hồi nãy con có nghe anh Văn Nhật Hà hỏi Ngài về cái những cái thần thông mà biết được cái kiếp, thì sẵn vậy thì con có hỏi, con có đọc những cái kinh pháp cú thì có nói những vị như là chứng đắc đạo quả, A-la-hán với cái lục thông, thì trong cái phần lục thông thì con chưa có hiểu lắm, tại vì con nhớ khi mà một cái vị mà chứng đắc hết có thần thông thì có người cả ngũ thông là năm cái thần thông đó, còn cái vị A La Hán mà nói về lục thông thì có phải là cái thần thông cuối cùng cho cái vị A La Hán, hay là nói về cái riêng biệt của một cái vị A La Hán khi họ chứng đắc thì họ có một cái thần thông riêng biệt cho cái vị A La Hán đã chứng đắc, thì nên cộng nó lại là vừa 5 với 1 đấy là 6 không thưa ngài? Dạ, con xin trao mic này cho ngài dẫn dạy. Nam mô Bụt Thầy, giá kính bạch chư tôn, giá kính thưa chư quý vị. Thông thì nó có 6 nhưng mà 5 cái là thuộc về hiện thế, còn cái thứ 6 đó là việc siêu thế, tức là Asawak Khaya Nhà Ná, đó là siêu thế. Thành ra nếu là bậc thánh á thì đắc lục thông, còn phàm nhân á đắc thì cái ngũ thông thôi, tại vì thuộc về thế mình đâu. Bởi vì bậc thánh nó mới có cái Asawak Khaya Nhà Ná, tức là cái nó thuộc về thắng trí rồi, thông rồi là người bậc thánh mới đắc cái đó là thành thánh á. Thành ra có nhiều người không đắc thần thông nhưng mà vẫn, nếu thành thánh thì vẫn đắc được cái Asawak Khaya Nhà Ná, tức là cái đó đó. Thành ra người ta nói gì đến, người ta phân biệt cái vị đó đắc có thần thông nhưng mà chỉ thần thông hiện thế thôi chứ chưa phải là thánh. Khi nói đắc ngũ thông là chưa phải là thánh đó. Còn nếu mà đắc thánh thì có thể là đắc có một thông thôi, tức là sẽ bắt cái giá nhà nó, mà có thể thêm cái nữa. Thành nó thường thường một họ chia ra là tam minh, vậy lục thông với là tứ vô ngày giải. Bậc thánh cao nhất là thánh tứ vô ngày giải, rồi thánh thứ hai đó là lục thông, tất cả thông nghiệp thế và thông siêu thế luôn. Còn hoặc là đắc cũng đắc tam minh đó, là tùy theo cái hạnh của họ, họ muốn đắc cái loại nào. Thành ra cái năm cái sáu là nó khác nhau ở chỗ là hiệp với siêu thế mà thôi. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú con kính tri ân ngài. Dạ, ngài cho con hỏi thí dụ như mà cái bậc thánh mà có được cái thần thông của cái vị A La Hán thì có cái chia cấp bậc ra thêm nữa không thưa ngài, hay là khi mà một cái vị A La Hán thì họ đã chứng đắc được cái đạo quả tứ quả thì cái thần thông này nó ngang bằng, hoặc là cũng do cái duyên cơ căn cơ của từng vị A La Hán mà cái thần thông này nó khác biệt không thưa ngài? Dạ, con kính trao mic lại cho ngài nói vậy. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra không có gì khác biệt đó, nhưng đều có năng lực của cái thần thông hiện thế đó, có thể là nó mạnh yếu thôi. Cái người mạnh nhiều nhất thì nó khác, mà người yếu cũng có thể đắc nhưng mà yếu, là có thể làm được cái này mà không làm được cái khác vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Thường thường tại sao bậc A La Hán người ta phải chia, tại vì bậc A La Hán nó có nhiều cách lắm. Bậc A La Hán lục thông, bậc A La Hán tứ vô ngày giải, bậc A La Hán tâm minh rồi này kia, là nó có nhiều cách. Còn thường thường đó, bậc thánh thấp đó, thì lục thông cũng có chứ không phải không, nhưng mà được người ta không có nói nhiều tới, là mình tưởng nó không quan trọng, chứ thật sự là vẫn có đủ như thường. Ví dụ như cái gì đó đắc ngũ thông, tức là thông hiệp thế, xong rồi cái
diệt được cái hai cái phiền não, tức là tà hoài nghi, tà kiến thành a sở bất khả giá nha, nó cho đó. Nhưng mà chỉ a sở bất khả giá vô nó ta tính để phải diệt hết tất cả các loại phiền não của để thành thánh thứ thiệt đó, tức là tứ thánh quả đó. Nên nó có nhiều chỗ họ tính vậy, thành nên mình thấy nó hơi khác nhau, chứ thật sự nó không có khác, nhưng nó khác vậy đó. Tùy theo cái vị đó đắc cỡ nào, cái nguyện hạnh đó cỡ nào. Nó giống như những cái vị mà thứ thiệt giống như ngài Sariputta đó là tứ vô ngày giải, bậc A La Hán mà tụng gọi tứ vô ngày giải. Thì cái bậc đó ít vị chứ không có nhiều. Còn bậc lục thâm thì cũng nhiều, nhưng mà nhiều là nhiều so với cái thông khác thôi, chứ còn nếu mà như là cái năng lực của thần thông thì nó cũng không tùy theo gì, chứ nó không thể nào nó mạnh giống như cái vị mà tứ vô ngày giải được. Vì tứ vô giải là có nhiều chuyện lắm, thành ra những cái bậc mà đó là tùy theo đắc cái nào mà mấy cái vị mà thời Đức Phật nó có một số cái điều kiện nữa thì nó mới được Đức Phật vinh danh là gì đó. Chứ có nhiều vị ta ở trong rừng, ta đâu có những cái vị mà đắc A La Hán có đầy đủ, nhưng mà quý vị thường thường là không có, ngay cả trong kinh điển cũng không có nói nhiều ra, mình cũng không biết. Thí dụ cái vị A La Hán thứ bảy đó là cái ngài đó tên không biết tên gì, là cháu của ngài, cháu của ông đạo sĩ A Tư Đà đó. Đạo sĩ A Tư Đà trước khi chết sanh về cõi ấy mới nói với cháu là trong vòng bao nhiêu ngày nữa thì có cái bậc chánh giác xuất hiện, nó tới xin học Phật pháp. Thì cái vị đó là vị A La Hán thứ bảy, Đức Phật là một, năm cái vị kia, năm vị kia Trần Như, rồi tới cái vị đó đó, vị A La Hán thứ bảy đó. Nhưng mà thường thường quý vị không có biết, đa số tại vì không có nhắc tới vị đó. Tại vì đó vô lên xin trình bày với Đức Phật, quý vị muốn biết cái vị đó thì đánh chữ Mô Nê Giá đó. Mô Nê Giá cô là Hà Lá đó, tức là cái hành cái pháp để trở thành bậc Mô Ni ấy. Thì cái vị đó tới hỏi pháp đó, hỏi với ngài Đức Phật hỏi. Thành ra khi nghe xong cái ngày đảnh lễ Đức Phật, ngài vô rừng ở luôn cho tới lúc ngài Niết Bàn thôi, chứ không có ngay cái lúc ngài Niết Bàn, ngài cũng chỉ hướng cái mặt ngài về hướng Đức Phật rồi quỳ đảnh lễ xong rồi thăng luôn, chứ không có trở ra thành phố nữa. Đó vị A La Hán thứ bảy ngoài biết đó. Nhưng mà quý vị muốn biết cái gì đó thì quý vị chỉ đánh cho Mô Nê Giá là lá. Đấy cái vị đó. Nó có nhiều cái vị lắm, ta đắc được nhiều cái hay lắm, nhưng mà ta có những cái đặc biệt của người ta ở trong rừng trung ấy là không ai biết đó. Nhưng mà có những cái đặc biệt, cái điểm đặc biệt thành đây kinh điển vẫn ghi lại như thường. Nam Mô Bổn Thầy á. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy á. Dạ, con kính trên ngài giảng dạy. Dạ, xin ngài thí dụ như cái kỳ ngài có giảng là như tụi con là thời nay là sẽ không còn vị A La Hán nữa. Vì cái những cái thời như 1000 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, rồi 2000 năm, rồi 3000 năm, thì cái 1000 năm á, và còn những cái vị A La Hán mà họ có thể có những cái tệ phân tích hoặc lục thông hay tam minh không, hay là từ từ khi mà cái giáo pháp nó đi xuống thì những cái vị A La Hán mà chứng đắc với cái tệ phân tích thì nó không còn nữa, thì ngài, hay là chứng đắc lục thông nó cũng hiếm hoi đi, và nếu như thời nay là cũng sẽ không có như ngài giảng thì nó như là không còn một vị A La Hán nữa đó, vì nó đã quá hơn 2000 năm. Dạ, còn kính trăm lúc này cũng như vậy. Nam Mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Cái này là trong chú giải về cái tám đồng pháp mà của Phật Gautami đó, mà xin này Đức Phật ra cái đó. Thì Đức Phật nói là bởi cho người nữ vô, nói ngài Nan Đa cho nữ vô thì giáo pháp sẽ giảm đi một nửa. Thì chú giải dựa vào cái điều này giải thích tại nó mất là mất như thế nào, tại sự còn một nửa như thế nào. Thì trong đó có giải pháp tới cái sự đắc chứng của bậc thánh. Thì bậc chứng nghĩa là 1000 năm đầu
thì có A-la-hán với đầy đủ tứ vô ngày giải, đầy đủ lục thân, đầy đủ tâm minh. 1000 năm thứ hai chỉ còn A-la-hán su khả với A-sa-ka, tức là không có thần thông, cũng không có tứ vô giải gì cả, hành là đắc thôi. 1000 năm thứ ba thì không còn bậc A-la-hán, chỉ còn bậc tam quả. 1000 năm thứ tư thì mất luôn bậc tam quả, chỉ còn bậc nhị quả với sơ quả. 1000 năm thứ năm chỉ còn bậc sơ quả mà thôi. Rồi sau đó tới 1000 năm là mất luôn, để là kể như cái thế giới này là không còn giáo pháp Đức Phật nữa, cho tới ngày nó cây giá ra đời. Thì người ta tính vào cái sự suy hoại của giáo pháp dựa theo cái sự mất của các bậc thánh vậy. Thành ra mới có chứ Phật giáo như tồn tại với tới đất này có 5000 năm là như vậy. Đó, tức là sự suy đồi của bậc thánh. Mà hãy bậc thánh càng suy đồi thì giáo pháp này còn, bởi vì sau ngàn năm thứ năm này dầu rằng tâm tạng có còn, Phật pháp có còn nữa, thì còn cũng chỉ để người ta thờ thôi, chứ không có ai mà hành để đắc đạo quả gì cả. Ý nghĩa là mất như vậy, chứ không phải là tự nhiên là sao mất được. Phật pháp có đó, Phật pháp luôn luôn ở với nhân loại này, nhưng mà họ có nhận ra biết ra hay không thì đó là cái chuyện khác, chứ không phải là Phật pháp suy đồi mất là biến mất luôn, không phải biến mất gì đó. Bởi giáo pháp Đức Phật lấy từ đâu ra? Lấy từ thiên nhiên ra, lấy từ con người ra. Diệt phiền não diệt do đâu? Diệt do con người mới có phiền não để mà diệt. Giống như cây cỏ có phiền não thì diệt hay sao, phải không? Thành ra mình phải hiểu cái sự suy đồi giáo pháp là vậy. Hiện nay đó, tại sao gọi là giáo pháp bắt đầu suy đồi? Tại vì như ở Việt Nam đi, giáo pháp suy đồi thì sao? Tìm cái gì mà thuộc lòng tâm tạng không còn nữa, thấy không? là suy đồi gì nữa, thấy không? Rồi dài bữa nữa đó, người ta không học gì pháp nữa, mà suy thêm một phần nữa. Nghĩa là tới ngàn năm thứ tư vẫn còn Phật pháp, là còn cái gì? Chỉ còn có tặng luật không mà thôi. Người ta thì vẫn biết chữ giới dẫn độ, nhưng mà hỏi về gì pháp, hỏi về cái kia thì không biết. Ta suy đồi thì suy đồi, giáo pháp là suy đồi vậy. Bây giờ trong người mình còn bao nhiêu cái lời dạy Đức Phật, thấy nó suy quá trời rồi, thấy không? Đâu có bao nhiêu đâu. Nên mình tưởng là mình còn gặp Phật pháp, thì Phật pháp chưa suy đồi vẫn suy như thường. Nó suy trong cái não trạng của mình á. Não trạng của mình giờ nhớ được có mấy câu được gọi là thần chú rồi là nhớ lâu thôi, chứ còn thời giải Đức Phật là không thể nhớ. Nam mô Bích Thai Giác. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con xin kính chào quý đạo hữu. Thưa sư, con học thì con nghe được là vị thánh sơ quả thì coi như sẽ không bao giờ còn bị rơi vào bốn cõi khổ nữa. Thế nhưng mà con cứ suy nghĩ thế, có bao giờ khi mà ngài nếu mà còn quay lại cõi dục, có còn bị trở thành người lạc vô nhân không sư? Tại vì nếu mà một vị thánh mà rơi vào cái cảnh thấp quá mà để cho người phàm phu như chúng con mà lỡ có cái gì xúc phạm thì bọn con sẽ bị tội nhiều lắm. Con xin sư dạy cho con hiểu ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tôn giả kính thưa chư quý vị, họ không có đi xuống cái cõi khổ nữa đâu. Bậc thánh là sơ quả, nếu có sanh lại cũng sanh lại tối thiểu là phải cõi người, nhưng mà cái đó là tùy theo cái điều kiện của cái xã hội. Nếu cái xã hội đó mà cái thiện pháp ít quá thì các ngài sẽ sanh về cõi thiên, chứ ngài không sanh về sanh về cho nó phiền não, thấy không? Ngay cả mình cũng vậy nè. Mình đừng có nói gì tới bậc thánh chỉ cho mệt. Mình á, nghèo thì mình ở gầm cầu ở đồ được, chứ lỡ mình trúng được triệu mình không lẽ vẫn ở gầm cầu à, phải không? Mình phải lên cái chỗ nó xứng đáng thì mình ở chứ. Rồi ngày nào đó lên lên hoài chứ làm sao ở dân chi cũ được. Thì bậc thánh cũng vậy chứ. Người ta là bậc thánh rồi, ta có sanh lại con người, ta ở cái nơi mà cái người có giới có hạnh đàng hoàng, chứ người ta không ở giống như tới ở với mình đâu.
Đó. Nhưng mà tới chừng tới khi mà ví dụ đắc thánh mà sống hoài, tới chừng nhìn lại rồi sắp chết nhìn lại thấy trời ơi, dưới này sao toàn rồi người gì đâu không rồi thôi thì sao thôi rồi mình lên coi trời nở mình tu tiếp thì chắc ăn, thấy không? Đừng có lo chuyện đó, họ né mình nhưng mình không cần phải biết họ là ai để né đâu. Đó, nhớ chuyện đó ha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú, sa thú. À, con thấy thiền vụ đã hiến tri ân sư. Dạ, con chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã trả lời câu hỏi của Xích Thiện Vũ nghe của Xích Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ còn vị nào nữa không, đưa bạn trai xinh đẹp của mình lên đi hoặc là chết chát. Dạ, xà thủ hai bàn tay. Dạ, bàn tay của Xích Hà trước nha. Nhật Quỳnh mời Xích Hà xong ra mới Nhật Quỳnh mời Quỳnh Chánh Tâm nha. Dạ, thưa sư, cảm ơn Hà nha. Kính thưa sư, con muốn hỏi sư với tỷ như cái người mà tu tập ở trong gia đình đó sư, mà với tỷ cái người cư sĩ mà tu tập, mà cái gì đó khi mà họ vị đắc, vị đó đắc bậc thánh tu đầu hoàng á, thì vị đó biết là vị đó không có thể nói trong gia đình họ biết, nhưng mà nếu mà vị đó cư xử hay làm thế nào á mà cái gì mà những người trong gia đình đó mà không biết mà nói những lời không có tốt đẹp mà người đó đã là thánh rồi thì là làm cho những người đó sẽ bị khổ không? Tại vì nói không tốt đến cái vị thánh mà theo cái gì mà cái cư sĩ đó mà tu bậc thánh đó, thì họ không có được quyền nói là họ là bậc thánh, thì cái cách xử đó như thế nào sư? Cái gì đó có theo sư thì gì đó có cần phải rời khỏi nhà hay là cách cư xử, tại vì cái người mà ở trong nhà họ không biết người đó là bậc thánh, xâm tham họ đối xử hay họ làm những gì mà cũng chạm đến vị thánh thì họ đâu có tốt, thì theo sư nghĩ như thế nào? Rồi con xin xuống mic để sư giải thích cho con. Con cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kinh Bà Chê Tô Mẹ. Dạ, kính thưa chủ nhiệm, trước hết vị đó phải đi ra ngoài tu mới có thể thành thánh được, chứ vị đó không thể nào ở nhà mà tu thành thánh được cả. Đó. Thành ra khi đi ra ngoài thời gian rất là lâu, thể thành thánh mà thời gian rất lâu làm cho vị đó có tư tưởng là không bao giờ trở lại chỗ cũ, dầu rằng là gia đình, là nhớ gì mà. Là phải sống ở trong cái xã hội nó tương đối là nó phù hợp với cái điều kiện của mình. Chứ không phải là bộ đắc rồi cái cũng trở lại châu cũ à. Chúng tôi thí dụ hồi nãy trả lời câu hỏi của Thiền Vũ cũng vậy. Ngay cả mình đừng có không có đắc thánh vậy đó. Nhưng bây giờ mình làm lên ăn ra, mình có tiền mình đã phải dời lên cái chỗ nó đàng hoàng rồi chứ ở đó mà. Chứ cũ là ở nhà. Hồi xưa mình chỉ có cái giờ ở dưới góc cầu, bây giờ có bậc kiệu rồi cũng vô cái chòi ở dưới góc cầu ở à. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, hiểu cái đó là hiểu đó. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. À, con cũng hơi thắc mắc là sư xin giải thích. Như sư nói như vậy á, là những thời nay những vị cư sĩ mà tu ở nhà sẽ không bao giờ đắc được thánh hả sư? Vì đó phải đi không ở với gia đình, phải vô chùa tu hay là đến những thiền viện ở đó mới đắc được thánh. Còn cái cơ hội mà vị đó sống trong gia đình mà giữ giới, giữ
giữ phạm hạnh vậy thì họ không bao giờ đắc được thánh hả sư? Như sư chính như sư nói, thì sư giải thích tại sao vậy sư? Là con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chủ vị. Hình như là cái vị này ở đâu chứ không ở nhà phải không? Khi huynh ở nhà cái tâm huynh như thế nào? Nó phiền phức nó bao nhiêu chuyện là làm sao huynh có thể huynh hành thiền để huynh đắc được? Chuyện nó rất là rõ ràng, rất là dễ, đâu ai nói. Bởi vì mình phải tới cái nào, cái không khí nào nó phải để cho mình có khả năng để mình hành những cái pháp đó. Mà khi mình hành những cái pháp đó, nó thời gian nó lâu chứ đâu phải nó một hai ngày là đắt đâu. Mà nó quen cái đó rồi mình trở lại chỗ cũ được không? Thì dĩ nhiên đa số là người ta ở lại chùa luôn chứ làm sao người ta dở gì ta về nhà để cho nó phiền quá cả. Mình phải hiểu chuyện đó chứ. Mình sống trong nhà mình biết nè. Chỉ cần một vài người không có đồng với cái sự suy nghĩ của mình thôi, mình như thế nào? Từ sáng tới chiều sân hận chứ làm sao mà tránh khỏi được. Thì nó phải có cái điều kiện của nó. Khi mình có đầy đủ phước, mình đắc bậc thánh rồi, chắc chắn rồi. Khi mình sanh vô cái gia đình đó cũng phải như thế nào thì cái bậc mà đầy đủ phước báo họ phải sanh xuống chứ. Chứ mình nghĩ là mình không có phước báo vậy thì mình mới sanh vô chỗ đó chứ, nếu mình có phước báo thì mình sanh vô đó làm gì? Phải không? Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con còn một câu hỏi cũng còn hơi thắc mắc, mong sư Quang Hỷ giải thích cho con. Như cái thời kỳ đó, sư bà Visakha đó thì bà 7 tuổi bà đắc bậc thánh, thì bà trở về bà lập gia đình, bà có biết bao nhiêu con cháu, mà trong khi bà đắc bậc thánh mà bà vẫn cũng trở về sống và lập gia đình, và có bao nhiêu con cháu thì ta đâu có thấy phiền não đâu. Còn về thứ hai nữa là cái ông cấp cô độc, khi mà ông được nghe Đức Phật và ông cũng đắc thánh, mà ông cũng về làm cuộc sống và cũng ở cũng là trong gia đình của ông, và ông cũng là cúng thiền viện cho Đức Phật, cũng là cũng trở về gia đình chứ cũng đâu có đi ra đâu khỏi gia đình đâu sư. Con cũng thắc mắc là nếu mà cái gì sư có thể giải thích để cho con hiểu không thưa sư? Dạ, con kính tri ân sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Chúng tôi nói là huynh nên học cho kỹ, chứ còn huynh không học huynh cứ hỏi kiểu đó tốn thời giờ người khác. Ông cấp cô độc đó, biết trong người trong nhà ông người nào cũng có giới đó. Bình thường đã ngủ giới, vào những ngày giới đều là 8 giới. Không thấy cái chuyện của cái anh mới vô làm đó, anh đi làm về cái anh thấy sao yên lặng quá, cái người ở mới bưng cơm lên cho anh ăn, rồi anh hỏi thì mình ở nói là hôm nay là ngày giới, tất cả đây đều không có ăn chiều. Hỏi cái cuộc sống giàu rằng người ta chưa đắc thánh, nhưng cuộc sống ta đã là một cái giống như bậc thánh rồi thì ta mới sống chung nhau được chứ. Còn bà Quý Sơ Khả cũng vậy, chỉ có người ở là cái gia đình bà đó kỹ, có người ở không có đắc thánh nhưng mà ta ở riêng chứ ta đâu ở chung trong nhà quá. Đó. Mỗi lần bà đi làm phước bao nhiêu người thứ thiệt mới đi theo, còn thứ giả giả đâu có đi theo đâu. Mình phải hiểu cái đời sống của người ta như vậy chứ. Còn cái đời sống của mình bây giờ đó là cái thời này là gì? Chúng ta nói là giống như thời mạt pháp rồi. Nó có bao nhiêu chuyện xấu xa, cái bậc thánh chưa chắc là sống được. Mà vào cái thời này cũng rất rất hiếm người có khả năng làm thánh mà vẫn còn sống ở cõi người này nữa. Chứ không phải dễ đâu. Nếu ta sống ở đây, ta cũng vô, ta tựa những cái chùa nào thứ thiệt, ta vô ta ở, chứ ta không bao giờ ta ở ngoài đó. Dù rằng chưa đắc thánh, mấy ta ở nhưng mấy chỗ đó ta có thể đắc thánh được. Chừng ở chỗ sáng nghe chưa lộn, chiều nghe đánh lộn rồi ở mà đắc cái gì? Là mua vết thai á. Dạ, hứa xa tu sư, kính tri ân sư đã dạy cho con biết học hỏi nhiều, và con xin
nhường mic là cho Hà. Cảm ơn Hà đã cho Tâm lên trước ha. Dạ, mình xuống mic ạ. Cảm ơn. Dạ, Nam Mô Phật Thầy, Nam Mô Thầm Đại Giác, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ, con kính ảnh lời Ngài Trí Đức, Ngài Lưu Tâm, Trí Đồng Túc Tăng, Cô Tu Nữ và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, thưa Ngài, dạ, nếu mà Đạo Tràng ai mà có câu hỏi xin chat lên, tại vì cái máy của con không có thấy bàn tay, nên con mà có giữ máy lâu quá, con xin sám hối. Dạ. Dạ, hồi nãy Ngài có giảng về cái giáo pháp đó, Sư Đồi đó, thưa Ngài, con có nghe các sư giảng như vậy. Cái giáo pháp của Đức Phật, Sư Đồi cũng một phần là do có nhiều cái điều kiện nó sanh khởi, giống như chư Tăng không giữ giới, rồi cư sĩ thì không có hộ trì Phật Pháp, không có hộ trì chư Tăng, hộ trì Pháp cho nó vững vàng, hoặc là cư sĩ cũng không có hộ Pháp, cũng không có thực hành giáo Pháp, cũng không học hỏi, thì cái giáo Pháp từ từ nó suy đồi là do có nhiều nguyên nhân yếu tố nó tác động. Thì mình hiểu như vậy đã đủ chưa thưa Ngài? Rồi con cũng có thắc mắc là nếu mà Đức Phật đã nói cái giáo pháp sẽ bị suy đồi đi vậy, thì tất cả những cái pháp này nó cũng phải lệ thuộc vào rất là nhiều những cái điều kiện do các duyên mà nó tạo thành. Thì sớm muộn gì nó cũng phải, các pháp nó cũng phải sanh và cũng phải diệt. Thì không sớm không muộn thì nó cũng phải diệt ở một cái thời gian nào đó. Thì cái hiểu của con như vậy, không biết có đúng không mẹ, nó phạm vô cái tài kiếp vậy. Con kính trao mít này cho Ngài giảng dạy. Nam mô Bố Thầy, giả kính và chư tông, giả kính thưa chư quý vị. Giáo pháp suy đồi nó có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà một cái nguyên nhân. Nhưng mà thường thường á, cái nguyên nhân nghĩa là mình thấy rõ ràng nhất á, là những điều là của lời dạy Đức Phật mình không tiếp tục để học hỏi, hàng tư chúng không tiếp tục để học hỏi. Cái thứ hai, nó suy đồi do chế định, chính chế định của Đức Phật cũng làm cho giáo pháp suy đồi chứ không phải không. Bởi vì khi mà trước khi Ngài Niết Bàn, Ngài mới cho chư Tăng có thể sửa lại những cái điều Ngài chế định mà cảm thấy không còn phù hợp nữa. Nhưng mà vì chư Tăng nghe là rất là kính trọng Đức Phật nên không có sửa gì cả. Đó. Tại sao chúng tôi nói cái điều này? Bởi vì điều này quý vị suy nghĩ, quý vị thấy là do chế định Đức Phật. Đức Phật chế định là ông sư muốn tu làm ông sư thì phải 20 tuổi. Học hỏi đàng hoàng tới 30 tuổi mới trở thành cái vị tỳ kheo làm thầy tế độ được. Đó. Nhưng mà bây giờ đó là mỗi thời gian là thời gian giảm, mỗi trăm năm giảm một tuổi, mỗi trăm năm giảm một tuổi. Thành ra theo chú giải 5.000 năm Phật giáo không còn nữa, nhưng mà nếu mà mình ráng mình tu đi, tu tứ thực, tu tứ thiệt, thì tới 7.000 năm giáo pháp vẫn suy như thường. Là tại sao? Bởi vì tới 7.000 năm tìm cái ông sư 30 tuổi mà có được 10 hạ đó là rất là khó. Nên nhớ chuyện đó. Mà khi ông sư không đủ 10 hạ, không đủ tư cách để làm thầy tế độ, thì làm sao còn cái người đi tu nữa mà còn giáo pháp. Quý vị cứ nhìn cho biết. Giờ rằng bây giờ quý vị, nghĩa là tất cả hàng tới chúng giờ tu 100% tu. Tới năm 7 Phật lịch 7.000 giáo pháp vẫn suy đồi như thường. Chứ làm sao không suy đồi được. Đó. Còn suy đồi vì cái điều kiện mà mình không chưa học là gì nữa. Đó. Bây giờ đa số quý vị đi chùa đó, quan sát thử xem. Chúng tôi nói một lần, hồi xưa ta đi chùa để cầu đạo, đi chùa để tầm sư học đạo. Bây giờ đi chùa chỉ để cầu an, cầu siêu không mà thôi. Nhớ chuyện đó. Không tu mà muốn được siêu về cái cõi tốt, thành ra phải vô tốn một thời để cho mấy ông sư cầu ăn cầu siêu. Thấy không?
chính cái cá nhân mình đã đóng góp cho sự suy đồi của giáo pháp mà mình tại sao mình không có biết đó. Không ai khác đó, chính mỗi cá nhân này đều nghĩa là đóng góp một bàn tay cho sự suy đồi của giáo pháp. 84.000 bài pháp Đức Phật thuyết giờ vẫn còn đầy đủ, nhưng bây giờ hỏi mình đó, nhớ được bài nào, nhớ được mấy bài. Mà bây giờ mình muốn giáo pháp được trường tồn thì trường tồn sao? Mình lấy cắn giáo pháp hay gì rồi? Anh đã khuyên quý vị đó, trước khi đừng có chờ tới giáo pháp gì rồi, ráng cố gắng học đi, học càng nhiều càng tốt. Bởi vì kiếp này không xài thì tới cái gì Phật xuất hiện ngài cũng tiếc. Những cái điều kiện giống như Đức Phật, Đức Bổn Sư chúng ta thiết, thì lúc đó quý vị có cơ hội để đắc. Còn bây giờ quý vị không trường học, tức là không tạo nhân duyên, mai mốt thì cũng ngày nào cũng ra đứng ngoài đầu đường chợ chứ đi ngang để bác thôi, chứ có làm cái gì đó. Không phải cái thời này đâu, chúng sanh là vậy. Vào thời Đức Phật đó, mỗi ngày Đức Phật và hàng ngàn chư vị thánh tăng đi trì bình biết bao nhiêu người đệ bát, nhưng trong những người đệ bát hàng ngày trong vòng 45 năm hoằng pháp Đức Phật có bao nhiêu người đắc đạo quả xứ này đâu, vì thấy không? Thì mình cũng vậy, tại vì mình không chịu học cái bài học đó, thành ra bây giờ mình nghĩa là có khoảng cách với giáo pháp Đức Phật thì làm sao mà mình đừng trách ai đó. Chính mình là đã đóng góp cho sự đồ giáo pháp rồi. Anh ta đừng có ngạc nhiên những chuyện đó. Nó có nhiều cái điều kiện lắm, nhưng mà cái điều kiện đó là chúng ta đã không học cái lời dạy Đức Phật để giữ gìn cái giáo pháp này. Bởi vì nếu mỗi người mỗi thuộc, mỗi người mỗi ráng học thì chúng ta vẫn giữ gìn được giáo pháp, thì ít nhất tới 5-7 ngàn, đến 7 ngàn nó mới xin rồi. Còn nếu không, tùy theo quốc gia, những quốc gia thứ thiệt bây giờ thì mai ra còn tới 5 ngàn năm, chứ còn những cái quốc gia khác tiêu luôn. Quý vị thấy ngày xưa đó, khi mà những phái đoàn truyền giáo họ đi, họ ghé bao nhiêu chỗ, họ ghé Indonesia, họ làm gì? Quý vị thấy những cái di tích lịch sử còn đó đó, mà bây giờ Phật giáo biến mất rồi đó. Có những người Indonesia phải lội qua Thái qua Miến Điện để học rồi tu ở Thái ở Miến Điện luôn, chứ không dám về. Phải về là coi chừng, thấy không? Thì mình lấy những cái đó để làm bài học để cho biết, mình đừng có nghĩ thôi mình Phật giáo mình vẫn còn tâm tạng, vẫn còn đầy đủ, tại dịch hết rồi bữa nào rảnh đọc cũng được. Đừng suy nghĩ vậy bao giờ, trước sau gì cũng hối hận. Nam mô Bích Thầy. Dạ. Dạ, sa thú, dạ, con kính tri ân ngài giảng dạy. Dạ, thưa ngài, con cũng thấy ngay cả ở bên con, khi mà một vị thầy kheo tu tập, con thấy cũng ít khi nào mà được học với cái thầy tế độ, hoặc là phải học trong 5 năm mà con thấy nhiều khi mặc y vô cũng thành tỳ kheo, thì con cũng thấy là... nói chung là không phải lạ gì, nhưng mà cũng thấy là hình như nó cũng chưa không có đúng, thì cái đó nó cũng là một cái điều kiện để giáo pháp nó không có, tại vì ngay cả chúng con như hàng cư sĩ mà nương tựa nơi thì kheo, mà cái vị đó nếu mà không có theo đúng cái giáo điều, cái chế định của Đức Phật, thì cái sự học hỏi hoặc là cái sự tu tập nó chưa có, thì tụi con cũng biết nương lấy ai. Đó là điều mà con thấy rõ. Con không biết ở Việt Nam thì sao, nhưng mà con thấy ở bên đây. Dạ, thôi con trao mít lại, tại con sợ không biết có ai có cần hỏi gì không. Thì con kính tri ân ngài. Dạ, con xin trao mít lại. Dạ, sa thú, kính cảm ơn câu hỏi của sa. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi
giảng dạy câu hỏi của sư thầy. Dạ Nam Mô Bổn Thầy giá. Dạ còn vị nào đưa bàn tay của mình lên không? Dạ cho Nhục Quỳnh xin một tín hiệu. Dạ à, xả thú bàn tay Hạnh Kiểm. Mời bạn Hạnh Kiểm nha. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Sư. Dạ con kính đảnh lễ quý sư với cô tu nữ. Dạ kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ thưa sư, con có hai câu hỏi thưa sư. Dạ con xin hỏi câu đầu tiên. Cái câu hỏi này có liên quan đến hai cái trường hợp, để con xin trình bày nha thưa sư. Dạ. Làm gần đây con có, khi mà con bị bệnh đó, thì khi mà con bị bệnh đó, là thường là con gặp cái trường hợp như vậy, không phải một lần mà cũng nhiều lần rồi. Thì mới gần đây con bị cái dương tính với COVID á thưa sư, thì cái thân nó khó chịu lắm, nó nóng, nó sốt, nó rất là khó chịu. Nhưng mà cái điều kiện mà nếu mà có điều kiện để con vô, con mở điện thoại con học, con xem là con mở điện thoại con xem à, thì cái chương trình online Chư Tăng ở bên Thái Lan làm cái lễ hành hương đó thưa sư, thì khi mà con đang sốt, cái thân của con đang sốt nóng, con đau đầu như vậy đó, thì con vào đó con xem thì con thấy cái hình ảnh của Chư Tăng đi như vậy đó, con rất là hoan hỷ. Mà con nhìn hình ảnh đó con xúc động dữ lắm. Cái tâm trạng của con lúc đó mà con cũng không biết diễn tả làm sao nữa, nó cứ cuộn cuộn như vậy đó, nó cứ gạo gạo có trong lòng người đó. Thì bất chợt cái cơn đau đầu với cái cơn sốt như vậy đó nó mất liền lúc đó, và lại trong cái thân của con nó mát dịu lại, giống như là có một cái luồng gió nó thổi vô trong da thịt của mình vậy đó. Thì con rất là con nhẹ nhàng, cái thân của con nó nhẹ nhàng, thì con mới còn cảm giác đau đầu hay là nóng sốt rồi nữa, thì cái thân của con nó lại là khỏe hẳn ra luôn cho đến mấy ngày sau luôn. Thì lúc này con mới nhớ lại là khi mà con chưa biết Phật pháp, con chưa biết, con chưa có quy Tam Bảo á, thì con có gặp một cái vị thầy. Vậy thầy này lúc đó vị thầy này cũng có dạy một cái cô Phật tử, cô cũng bị bệnh. Thì thầy dạy cái cô này á, là về đứng trước bàn Phật á, lại sám hối 108 lại đi, sẽ bệnh tật sẽ tiêu trừ. Thì cái cô Phật tử này cũng làm theo thầy nói á, là ở lại ít nhất một ngày á, hai thời ba thời, cô cũng làm theo. Thì cô cũng nói là cô hết bệnh. Sau đó con có gặp chị thầy này lần